Thanh khoản tiếp tục chạm đáy, niềm tin nhà đầu tư thấp khiến bất động sản nghỉ dưỡng chưa có dấu hiệu phục hồi. Báo cáo từ DKRA Group cho thấy, trong tháng 8, toàn thị trường có 2.180 căn biệt thự nghỉ dưỡng mở bán. Nguồn cung tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2023. Thanh khoản tiếp tục giảm 22% so với tháng 7, với 25 căn được tiêu thụ, tương đương 1% nguồn cung. Những chính sách cam kết thuê mua lại, hỗ trợ lãi suất được áp dụng rộng rãi nhưng không mang lại hiệu quả. Giá bán biệt thự sơ cấp chủ đầu tư mở bán lần đầu đi ngang, giá thứ cấp nhà đầu tư bán lại duy trì tình trạng cắt lỗ từ 10 đến 20%. Với loại hình nhà phố shop house biển, nguồn cung trong tháng 8 đạt khoảng 2.907 căn. 100% là hàng tồn kho thuộc dự án cũ mở bán từ nhiều năm trước, thanh khoản đứng yên khi không có một giao dịch thành công nào được ghi nhận. Giá bán sơ cấp đi ngang còn thứ cấp tiếp tục cắt lỗ 30-40%. Dự báo về thị trường nghỉ dưỡng cuối năm, các chuyên gia cho rằng trong thời gian chờ các bộ luật mới ngấm, nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chưa thể phục hồi mạnh mẽ. Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định 2719 QĐ-UBND về việc chấp thuận liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Hiệp Hòa, Cù Lao Hiệp Hòa, thành phố Hiệp Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là khu đô thị nằm ở vị trí đắc địa, bốn mặt tiếp giáp sông Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Liên danh 5 nhà đầu tư triển khai dự án gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh Phú Quốc, công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời, công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Hạ Long, công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Mặt Trời, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư biển đẹp Phú Quốc. Dự án khu đô thị Hiệp Hòa diện tích hơn 290 ha với tổng mức đầu tư trên 72.700 tỷ đồng, trong đó liên danh nhà đầu tư góp vốn gần 11.000 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Dự án được chia thành 6 giai đoạn, thực hiện trong thời gian 12 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023 đến 2035. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm theo luật đầu tư. Theo phương án đã thống nhất, khu tái định cư Làng Nủ nằm trên đồi Sim, cách làng cũ gần 2 km với tổng diện tích khoảng 10 ha. Vị trí này được đánh giá an toàn, thuận lợi hơn về giao thông, gần nguồn nước và đất sản xuất của bà con. Dự kiến sẽ có 40 căn nhà được xây dựng trước, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng sạt lở ở Làng Nổ. Còn lại vẫn đầy đủ hạ tầng để bố trí cho các hộ dân khác trong vùng có nguy cơ thiên tai di rời đến. Hiện nay, các nhiệm vụ đo đạc, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tính toán nguồn lực để huy động xã hội hóa đang được thực hiện song song để chuẩn bị thi công. Khu tái định cư thôn Làng Nổ được định hướng trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Các căn nhà sẽ được xây dựng kiên cố theo lối truyền thống của đồng bào Tày, bản vẽ thiết kế do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện. Mỗi hộ dân ngoài được cấp 300m² đất thổ cư sẽ có thêm từ 500 đến 1000m² đất vườn để trồng rau, chăn nuôi nhỏ. Trước mắt, trong khi chờ tái định cư, chính quyền Lào Cai và các nhà hảo tâm đang triển khai san gạt ngay cạnh khu vực quy hoạch làng mới để làm chỗ tạm cư cho bà con. Mỗi căn nhà tạm có diện tích vài chục mét vuông, xung quanh có hạ tầng cơ bản đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt. Hạ tầng thoát nước kém, cứ trời mưa là ngập, thậm chí ngập sâu. Nhưng giá bất động sản phía Tây Hà Nội gần đại lộ Thăng Long không ngừng tăng cao trong hơn một năm trở lại đây. Có những căn biệt thự liền kề tăng giá gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm ngoái, mặc dù cơ sở hạ tầng cũng như dư địa phát triển không thay đổi bao nhiêu so với trước đó. Liền kề khu A, dự án Gale Simco, thuộc địa bàn huyện Hoài Đức. Một ngày sau cơn mưa lớn rạng sáng ngày 16 tháng 9, nước rút để lại những vết hằn trên tủ điện bên ngoài, cả tường nhà phía trong. Mùi ẩm mốc đâu đó bốc lên rất khó chịu. Người đàn ông này mua căn liền kề diện tích 120m² ở đây từ năm 2018 với giá 5 tỷ đồng. Đến bây giờ, giá thị trường chào bán vào khoảng 25 tỷ đồng, xấp xỉ 1 triệu đô la. Tuy nhiên, mỗi khi mưa xuống, gia đình ông lại phải dựng tấm chắn nước từ ngoài cổng. Các mép dưới của tường nhà dán toàn bộ bằng dính chống thấm. Ngay lối vào cửa cũng phải xử lý một cách tạm bợ như thế này. Ngập đến đây cỡ này có khoảng, nếu mà so ấy là khoảng 1 mét. Mét nước ngập tràn cả cái qua con nghe nhà mình như này. Đấy, này nó ngập đây cổ tủ điện nên nước như hôm ấy là phải 3-4 ngày. 3-4 ngày mới thoát hết được. Mà cái trạm bơm này là bơm liên tục. Đấy, ngày hôm qua thì một tí thì ngày hôm qua thì đã có một ngày đã đến đây rồi.
Căn liền kề diện tích tương tự ngay bên cạnh của người phụ nữ này cũng ở trong tình trạng tương tự. Hễ mưa là ngập. Ngập từ trong ra ngoài, ngập từ trên xuống dưới. Nhưng có một điều kỳ lạ, giá vẫn tăng rất nhanh. Từ hồi mua lại từ chủ cũ, thời điểm dịch Covid-19 đến nay, tăng hơn gấp 2 lần. Em mua hồi đấy là 10 tỷ, cách đây lúc đấy là đang dịch. Giao dịch như căn của các khu ngoài kia sẽ cao hơn, tùy lần đường. Thế như căn của em nghĩ là tầm chắc là nhà em chắc bán khoảng 226 tỷ được. Phần diện tích hầm của những căn liền kề shop house, mặt đường Lê Trọng Tấn, cũng ở trong tình trạng nước ngập sâu mỗi khi mưa lớn kéo dài. Căn nào có chủ còn đỡ vì mỗi nhà đều sử dụng máy bơm công suất lớn. Còn căn nào chưa có chủ chẳng khác gì chỗ người ta nuôi muỗi. Cái tình trạng ngập lụt như này thì nó dẫn đến cái hệ lụy là nó hỏng tất cả những cái vật dụng, cũng như là cái thường thì ở cái khu có tầng trệt này thì thường các hộ gia đình là thường hay để kho. Thế thường nên là khi mà ngập này là hàng hóa trong kho hỏng hết. Đấy, nó còn dẫn đến là côn trùng rồi rắn rết rồi các thứ này nó liên quan, nó ảnh hưởng ngập lụt này, nó dẫn đến cái căn hộ là ảnh hưởng đến đời sống kinh khủng luôn. Theo dữ liệu công khai trên bấtđộngsản.com.vn, giá các căn liền kề, biệt thự thuộc dự án Galesimco tăng 70% trong năm vừa qua. Giao dịch thật cũng ghi nhận giá tăng gần gấp đôi từ thời điểm tháng 10 năm ngoái đến tháng 9 năm nay. Galesimco nếu mà khu A, B, C, D, cái khu đấy thì diện tích nó dao động khoảng 129 mét. Thì thường năm ngoái thì giao dịch tầm 11 tỷ rưỡi, nó rơi vào tầm 95 triệu một mét. Thì năm nay bây giờ nó lên suýt 200 triệu, giao dịch khoảng tầm 22 tỷ một căn. Cũng theo dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn, từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của căn hộ phía Tây Hà Nội cao hơn căn hộ các khu vực khác, trung bình từ 7 đến 15%. Từ đầu năm 2024, giá căn hộ phía Tây Hà Nội niêm yết từ khoảng 50 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử dự án Lumi Hà Nội gần ngay đường Đại lộ Thăng Long, giá dự kiến vào khoảng 66 đến 82 triệu đồng một mét vuông, có thể cao hơn tùy vị trí. Ngoài căn hộ, giá những căn biệt thự liền kề thứ cấp tại đây cũng tăng giá gấp 3 lần từ đầu năm 2021. Từ mức 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông, đến nay đã lên 150 đến 180 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, một số dự án mở bán mới vẫn có giá tới 200 triệu đồng một mét vuông, mặc dù tình trạng ngập úng khi mưa lớn kéo dài chưa được giải quyết. Theo một số chuyên gia và người môi giới bất động sản, việc giá bất động sản phía Tây tăng cao bất chấp hạ tầng chưa hoàn thiện có phần do tác động của giới đầu cơ, vì các dự án ven Đại lộ Thăng Long gần đường Lê Trọng Tấn xây dựng từ lâu, tập trung nhiều nhà đầu tư. Không loại trừ việc những người này kết hợp với đội ngũ môi giới, thổi giá, kiếm lợi từ những người đầu tư thứ cấp hay khách hàng có nhu cầu ở thực. Lời khuyên của các chuyên gia là người mua nên thận trọng với việc giá bất động sản tăng quá cao, không tương xứng với giá trị thực. Giữa lúc chung cư vùng ven đất đấu giá ngoại thành Hà Nội tăng cao, phân khúc biệt thự shophouse ven đô đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là những khu vực được xây dựng đồng bộ. Diễn biến thị trường khiến nhiều nhà đầu tư, người mua ở thực đổ đi tìm đất biệt thự liền kề ven đô được xây dựng tại những khu đô thị đồng bộ. Khảo sát tại các quận huyện vùng ven Hà Nội, nguồn cung phân khúc này khá khan hiếm. Số lượng dự án biệt thự liền kề ven đô đang mở bán số lượng ít và nhanh hết hàng. Tại khu vực phía Tây, một số dự án biệt thự mới có giá trị từ 180 triệu đến gần 200 triệu đồng một mét vuông. Ở khu vực phía Nam, 159 căn shophouse Him Lam Thường Tín là nguồn cung hiếm hoi đang được mở bán. Cùng với nguồn cung hiện hữu, thị trường cũng gây chú ý với thông tin một dự án tại Đông Anh chuẩn bị ra hàng quý 4 với mức giá trên dưới 300 triệu đồng một mét vuông. Nguồn cung nhà biệt thự liền kề được đánh giá là đang thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, đã đẩy giá bán phân khúc biệt thự liền kề tiếp tục tăng trong vòng một năm qua. Giá biệt thự ở một số khu vực tại Hoài Đức, Hà Đông đang liên tục thiết lập mặt bằng mới, tăng 30-50% so với cách đây một năm. Thậm chí ở một số khu vực tiềm năng, lượng khách quan tâm tăng vọt, đã xuất hiện tình trạng sốt giá cục bộ. Theo giới quan sát, trong ngắn hạn,
thanh khoản của phân khúc biệt thự nhà liền kề sẽ bật tăng, nhiều khả năng giá thứ cấp sẽ tiếp tục đi lên. Hơn một tháng qua, các phiên đấu giá đất tại huyện ven như Thanh Oai, Hoài Đức gây xôn xao thị trường khi giá chúng gấp nhiều lần giá khởi điểm, trong đó cao nhất hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Các địa phương này sau đó dừng tổ chức đấu giá để rà soát điều kiện pháp lý theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Sang tháng 10, Hà Nội tiếp tục đấu giá hơn 250 lô đất ở các huyện ven đô. Sau thời gian rà soát, từ giữa tháng 9, nhiều huyện bắt đầu đấu giá đất trở lại. Riêng 4 huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Đan Phượng và Mê Linh sẽ đấu giá hơn 250 lô đất từ nay đến đầu tháng 10. Cụ thể, huyện Thanh Oai đấu giá tiếp 58 thửa đất tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động vào ngày 5 tháng 10. Các lô đất này thuộc dãy ONT07 và ONT08, diện tích từ 77m2 đến 190m2, giá mỗi lô khoảng 406 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tính theo mức khởi điểm 5,3 triệu đồng 1m2. Khách hàng tham gia phải nộp trước khoảng 81 đến 201 triệu đồng. Hơn 130 lô tại huyện Mỹ Đức cũng được chuẩn bị đấu giá vào cuối tháng 9, ở các xã Phúc Lâm, Mỹ Thành, Suy Xá. Ba phiên đều bỏ phiếu trực tiếp một vòng. Huyện Đan Phượng cũng tìm người mua cho 52 lô đất vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Tại huyện Mê Linh, 11 lô đất thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh được đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng. Các lô được đưa ra đấu giá lần này ở huyện Đan Phượng, Mê Linh có mức ban đầu quanh 13 đến 14 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, các thửa đất tại Mỹ Đức, Thanh Oai, huyện có thửa đất trúng giá hơn 100 triệu một mét vuông vào đầu tháng 8, giá khởi điểm thấp từ 3,5 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Mức này thấp hơn khởi điểm của phiên đấu giá thu hút 4.000 hồ sơ tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai hôm 10 tháng 8. Sau đó, các lô trúng đấu giá tại Thanh Oai đã bị đẩy lên gấp 5 đến 6 lần khởi điểm. Đến nay, quá thời hạn thanh toán, mới có 13 nhà đầu tư nộp tiền, còn lại 55 lô bị bỏ cọc. Số lô không nộp tiền có giá từ 80 triệu đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Theo một báo cáo nghiên cứu do Tổ chức Vận tải và Môi trường châu Âu công bố ngày 17 tháng 9, thị phần của ô tô điện sẽ phục hồi mạnh vào năm 2025 khi các hạn chế về mặt khí thải được thắt chặt hơn và các hãng sản xuất ô tô điện đề xuất các mẫu xe có giá rẻ hơn. Báo cáo cho biết xe điện sẽ chiếm tới 24% số xe ô tô mới được bán tại châu Âu vào năm tới. Dự kiến, doanh số bán EV sẽ tăng lên mức 24% thị phần vào năm 2025 nhờ việc mở rộng loạt sản phẩm EV được tung ra thị trường. Cũng theo báo cáo trên, sau 3 năm liên tiếp tăng trưởng, doanh số bán EV đã giảm trong năm nay và chỉ chiếm 14% số xe ô tô mới được bán tại châu Âu trong nửa đầu năm 2024. Doanh số bán loại ô tô này gia tăng ở Hà Lan, Tây Ban Nha và Italia, không đủ để bù đắp cho sự suy giảm doanh số bán ô tô điện ở Đức, thị trường ô tô điện lớn nhất châu Âu, sau khi các khoản trợ cấp của chính phủ nước này bất ngờ bị cắt giảm. Tuy nhiên, việc một loạt các mẫu xe mới có giá cả phải chăng dự kiến được tung ra thị trường vào năm 2025 được cho là sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán xe ô tô điện trên toàn khu vực. Trước đó, một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường dịch vụ BMI Research Nam Phi được công bố hôm 11 tháng 9 cũng dự báo doanh số bán xe ô tô điện tại châu Âu sẽ tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu xe công ty và từ các công ty cho thuê xe ô tô điện dài hạn. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan ngày 16 tháng 9 đánh giá đợt lũ lụt ở miền Bắc Thái Lan là nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua và gây thiệt hại với 27 tỷ baht tương đương 811 triệu đô la Mỹ đối với nền kinh tế nước này. Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Krengkrai Thinokun chia sẻ, chúng tôi ước tính lũ lụt đã gây thiệt hại 25 đến 27 tỷ baht cho nền kinh tế và các doanh nghiệp trong khu vực. Theo ông Krengkrai, 60 đơn vị sản xuất là thành viên FTI ở tỉnh Chiang Rai đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bao gồm thiệt hại về nhà xưởng, máy móc, ô tô và thiết bị văn phòng. Cũng theo ông Krengkrai, văn phòng FTI Chiang Rai đã được lệnh đánh giá mức độ thiệt hại do lũ lụt để có thể triển khai các biện pháp đền bù thiệt hại trong tuần này. Những thành viên FTI sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đã được yêu cầu tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh khủng hoảng lũ lụt. Ông Krengkrai cho biết, hầu hết các thành viên FTI ở tỉnh Chiang Rai đều hoạt động trong ngành chế biến nông sản. Đồng thời khẳng định, liên đoàn đã chuẩn bị cho biện pháp khẩn cấp để phục hồi hoạt động kinh doanh cho các thành viên bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi lũ lụt. Mưa lớn trong tuần qua đã tàn phá các khu vực nông nghiệp và vườn cây ăn trái ở cực Bắc Thái Lan. Dự báo trong tuần này, nhiều địa phương ở Thái Lan vẫn tiếp tục hứng chịu mưa to.
Thanh khoản tiếp tục chạm đáy, niềm tin nhà đầu tư thấp khiến bất động sản nghỉ dưỡng chưa có dấu hiệu phục hồi. Báo cáo từ DKRA Group cho thấy, trong tháng 8, toàn thị trường có 2.180 căn biệt thự nghỉ dưỡng mở bán. Nguồn cung tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2023. Thanh khoản tiếp tục giảm 22% so với tháng 7, với 25 căn được tiêu thụ, tương đương 1% nguồn cung. Những chính sách cam kết thuê mua lại, hỗ trợ lãi suất được áp dụng rộng rãi nhưng không mang lại hiệu quả. Giá bán biệt thự sơ cấp chủ đầu tư mở bán lần đầu đi ngang, giá thứ cấp nhà đầu tư bán lại duy trì tình trạng cắt lỗ từ 10 đến 20%. Với loại hình nhà phố shop house biển, nguồn cung trong tháng 8 đạt khoảng 2.907 căn. 100% là hàng tồn kho thuộc dự án cũ mở bán từ nhiều năm trước, thanh khoản đứng yên khi không có một giao dịch thành công nào được ghi nhận. Giá bán sơ cấp đi ngang còn thứ cấp tiếp tục cắt lỗ 30-40%. Dự báo về thị trường nghỉ dưỡng cuối năm, các chuyên gia cho rằng trong thời gian chờ các bộ luật mới ngấm, nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chưa thể phục hồi mạnh mẽ. Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định 2719 QĐ-UBND về việc chấp thuận liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Hiệp Hòa, Cù Lao Hiệp Hòa, thành phố Hiệp Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là khu đô thị nằm ở vị trí đắc địa, 4 mặt tiếp giáp sông Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Liên danh 5 nhà đầu tư triển khai dự án gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh Phú Quốc, công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời, công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Hạ Long, công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Mặt Trời, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc. Dự án khu đô thị Hiệp Hòa diện tích hơn 290 ha với tổng mức đầu tư trên 72.700 tỷ đồng, trong đó liên danh nhà đầu tư góp vốn gần 11.000 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Dự án được chia thành 6 giai đoạn, thực hiện trong thời gian 12 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023 đến 2035. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm theo luật đầu tư. Theo phương án đã thống nhất, khu tái định cư Làng Nủ nằm trên đồi Sim, cách làng cũ gần 2 km với tổng diện tích khoảng 10 ha. Vị trí này được đánh giá an toàn, thuận lợi hơn về giao thông, gần nguồn nước và đất sản xuất của bà con. Dự kiến sẽ có 40 căn nhà được xây dựng trước, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng sạt lở ở Làng Nủ. Còn lại vẫn đầy đủ hạ tầng để bố trí cho các hộ dân khác trong vùng có nguy cơ thiên tai di dời đến. Hiện nay, các nhiệm vụ đo đạc, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tính toán nguồn lực để huy động xã hội hóa đang được thực hiện song song để chuẩn bị thi công. Khu tái định cư thôn Làng Nủ được định hướng trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Các căn nhà sẽ được xây dựng kiên cố theo lối truyền thống của đồng bào Tày, bản vẽ thiết kế do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện. Mỗi hộ dân ngoài được cấp 300m² đất thổ cư sẽ có thêm từ 500 đến 1000m² đất vườn để trồng rau, chăn nuôi nhỏ. Trước mắt, trong khi chờ tái định cư, chính quyền Lào Cai và các nhà hảo tâm đang triển khai san gạt ngay cạnh khu vực quy hoạch làng mới để làm chỗ tạm cư cho bà con. Mỗi căn nhà tạm có diện tích vài chục mét vuông, xung quanh có hạ tầng cơ bản đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt. Hạ tầng thoát nước kém, cứ trời mưa là ngập, thậm chí ngập sâu. Nhưng giá bất động sản phía Tây Hà Nội gần đại lộ Thăng Long không ngừng tăng cao trong hơn một năm trở lại đây. Có những căn biệt thự liền kề tăng giá gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm ngoái, mặc dù cơ sở hạ tầng cũng như dư địa phát triển không thay đổi bao nhiêu so với trước đó. Liền kề khu A, dự án Glesimco, thuộc địa bàn huyện Hoài Đức. Một ngày sau cơn mưa lớn rạng sáng ngày 16 tháng 9, nước rút để lại những vết hằn trên tủ điện bên ngoài, cả tường nhà phía trong. Mùi ẩm mốc đâu đó bốc lên rất khó chịu. Người đàn ông này mua căn liền kề diện tích 120m² ở đây từ năm 2018 với giá 5 tỷ đồng. Đến bây giờ, giá thị trường chào bán vào khoảng 25 tỷ đồng, xấp xỉ 1 triệu đô la. Tuy nhiên, mỗi khi mưa xuống, gia đình ông lại phải dựng tấm chắn nước từ ngoài cổng. Các mép dưới của tường nhà dán toàn bộ bằng dính chống thấm. Ngay lối vào cửa cũng phải xử lý một cách tạm bợ như thế này. Ngập đến đây cỡ này có khoảng, nếu mà so ấy là khoảng 1 mét. Mét nước. Ngập tràn cả cái qua con nghe nhà mình như này. Đấy, này nó ngập đây cổ tủ điện nên nước như hôm ấy là phải 3-4 ngày. 3-4 ngày mới thoát hết được. Mà cái trạm bơm này là bơm liên tục. Đấy, ngày hôm qua thì một tí thì ngày hôm qua thì đã có một ngày đã đến đây rồi.
căn liền kề diện tích tương tự ngay bên cạnh của người phụ nữ này cũng ở trong tình trạng tương tự. Hễ mưa là ngập. Ngập từ trong ra ngoài, ngập từ trên xuống dưới. Nhưng có một điều kỳ lạ, giá vẫn tăng rất nhanh. Từ hồi mua lại từ chủ cũ, thời điểm dịch COVID-19 đến nay, tăng hơn gấp 2 lần. Em mua hồi đấy là 10 tỷ, cách đây lúc đấy là đang dịch. Giao dịch như căn của các khu ngoài kia sẽ cao hơn, tùy lòng đường. Thế như căn của em nghĩ là tầm chắc là nhà em chắc bán khoảng 25-26 tỷ được. Phần diện tích hầm của những căn liền kề shop house, mặt đường Lê Trọng Tấn, cũng ở trong tình trạng nước ngập sâu mỗi khi mưa lớn kéo dài. Căn nào có chủ còn đỡ vì mỗi nhà đều sử dụng máy bơm công suất lớn. Còn căn nào chưa có chủ, chẳng khác gì chỗ người ta nuôi muỗi. Cái tình trạng ngập lụt như này thì nó dẫn đến cái hệ lụy là nó hỏng tất cả những cái vật dụng, cũng như là cái thường thì ở cái khu có tầng trệt này thì thường các hộ gia đình là thường hay để kho. Thế thường nên là khi mà ngập này là hàng hóa trong kho hỏng hết. Thế nó còn dẫn đến là côn trùng rồi rắn rết rồi các thứ này nó liên quan, nó ảnh hưởng ngập lụt này, nó dẫn đến cái căn hộ là ảnh hưởng đến đời sống kinh khủng luôn. Theo dữ liệu công khai trên bấtđộngsản.com.vn, giá các căn liền kề, biệt thự thuộc dự án Galesimco tăng 70% trong năm vừa qua. Giao dịch thật cũng ghi nhận giá tăng gần gấp đôi từ thời điểm tháng 10 năm ngoái đến tháng 9 năm nay. Galesimco nếu mà khu ABCD ấy, cái khu đấy thì diện tích nó dao động khoảng 129 mét. Thì thường năm ngoái thì giao dịch tầm 11 tỷ rưỡi. Nó rơi vào tầm 95 triệu một mét. Thì năm nay bây giờ nó lên suýt 200 triệu. Giao dịch khoảng tầm 22 tỷ một căn. Cũng theo dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn, từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của căn hộ phía Tây Hà Nội cao hơn căn hộ các khu vực khác, trung bình từ 7 đến 15%. Từ đầu năm 2024, giá căn hộ phía Tây Hà Nội niêm yết từ khoảng 50 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Đơn cử dự án Lumi Hà Nội gần ngay đường Đại lộ Thăng Long, giá dự kiến vào khoảng 66 đến 82 triệu đồng một mét vuông, có thể cao hơn tùy vị trí. Ngoài căn hộ, giá những căn biệt thự liền kề thứ cấp tại đây cũng tăng giá gấp 3 lần từ đầu năm 2021. Từ mức 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông, đến nay đã lên 150 đến 180 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, một số dự án mở bán mới vẫn có giá tới 200 triệu đồng một mét vuông, mặc dù tình trạng ngập úng khi mưa lớn kéo dài chưa được giải quyết. Theo một số chuyên gia và người môi giới bất động sản, việc giá bất động sản phía Tây tăng cao bất chấp hạ tầng chưa hoàn thiện có phần do tác động của giới đầu cơ, vì các dự án ven Đại lộ Thăng Long gần đường Lê Trọng Tấn xây dựng từ lâu, tập trung nhiều nhà đầu tư. Không loại trừ việc những người này kết hợp với đội ngũ môi giới, thổi giá, kiếm lợi từ những người đầu tư thứ cấp hay khách hàng có nhu cầu ở thực. Lời khuyên của các chuyên gia là người mua nên thận trọng với việc giá bất động sản tăng quá cao, không tương xứng với giá trị thực. Giữa lúc chung cư vùng ven đất đấu giá ngoại thành Hà Nội tăng cao, phân khúc biệt thự shophouse ven đô đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là những khu vực được xây dựng đồng bộ. Diễn biến thị trường khiến nhiều nhà đầu tư, người mua ở thực đổ đi tìm đất biệt thự liền kề ven đô được xây dựng tại những khu đô thị đồng bộ. Khảo sát tại các quận huyện vùng ven Hà Nội, nguồn cung phân khúc này khá khan hiếm. Số lượng dự án biệt thự liền kề ven đô đang mở bán số lượng ít và nhanh hết hàng. Tại khu vực phía Tây, một số dự án biệt thự mới có giá trị từ 180 triệu đến gần 200 triệu đồng một mét vuông. Ở khu vực phía Nam, 159 căn shophouse Him Lam Thường Tín là nguồn cung hiếm hoi đang được mở bán. Cùng với nguồn cung hiện hữu, thị trường cũng gây chú ý với thông tin một dự án tại Đông Anh chuẩn bị ra hàng quý 4 với mức giá trên dưới 300 triệu đồng một mét vuông. Nguồn cung nhà biệt thự liền kề được đánh giá là đang thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, đã đẩy giá bán phân khúc biệt thự liền kề tiếp tục tăng trong vòng một năm qua. Giá biệt thự ở một số khu vực tại Hoài Đức, Hà Đông đang liên tục thiết lập mặt bằng mới, tăng 30-50% so với cách đây một năm. Thậm chí ở một số khu vực tiềm năng, lượng khách quan tâm tăng vọt, đã xuất hiện tình trạng sốt giá cục bộ.
theo giới quan sát, trong ngắn hạn, thanh khoản của phân khúc biệt thự nhà liền kề sẽ bật tăng, nhiều khả năng giá thứ cấp sẽ tiếp tục đi lên. Hơn một tháng qua, các phiên đấu giá đất tại huyện ven như Thanh Oai, Hoài Đức gây xôn xao thị trường khi giá chúng gấp nhiều lần giá khởi điểm, trong đó cao nhất hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Các địa phương này sau đó dừng tổ chức đấu giá để rà soát điều kiện pháp lý theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Sang tháng 10, Hà Nội tiếp tục đấu giá hơn 250 lô đất ở các huyện ven đô. Sau thời gian rà soát, từ giữa tháng 9, nhiều huyện bắt đầu đấu giá đất trở lại. Riêng 4 huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Đan Phượng và Mê Linh sẽ đấu giá hơn 250 lô đất từ nay đến đầu tháng 10. Cụ thể, huyện Thanh Oai đấu giá tiếp 58 thửa đất tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động vào ngày 5 tháng 10. Các lô đất này thuộc dãy ONT07 và ONT08, diện tích từ 77m2 đến 190m2, giá mỗi lô khoảng 406 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tính theo mức khởi điểm 5,3 triệu đồng một mét vuông. Khách hàng tham gia phải nộp trước khoảng 81 đến 201 triệu đồng. Hơn 130 lô tại huyện Mỹ Đức cũng được chuẩn bị đấu giá vào cuối tháng 9, ở các xã Phúc Lâm, Mỹ Thành, Suy Xá. Ba phiên đều bỏ phiếu trực tiếp một vòng. Huyện Đan Phượng cũng tìm người mua cho 52 lô đất vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Tại huyện Mê Linh, 11 lô đất thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh được đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng. Các lô được đưa ra đấu giá lần này ở huyện Đan Phượng, Mê Linh có mức ban đầu quanh 13 đến 14 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, các thửa đất tại Mỹ Đức, Thanh Oai, huyện có thửa đất trúng giá hơn 100 triệu một mét vuông vào đầu tháng 8, giá khởi điểm thấp từ 3,5 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Mức này thấp hơn khởi điểm của phiên đấu giá thu hút 4.000 hồ sơ tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai hôm 10 tháng 8. Sau đó, các lô trúng đấu giá tại Thanh Oai đã bị đẩy lên gấp 5 đến 6 lần khởi điểm. Đến nay, quá thời hạn thanh toán, mới có 13 nhà đầu tư nộp tiền, còn lại 55 lô bị bỏ cọc. Số lô không nộp tiền có giá từ 80 triệu đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Theo một báo cáo nghiên cứu do Tổ chức Vận tải và Môi trường châu Âu công bố ngày 17 tháng 9, thị phần của ô tô điện sẽ phục hồi mạnh vào năm 2025 khi các hạn chế về mặt khí thải được thắt chặt hơn và các hãng sản xuất ô tô điện đề xuất các mẫu xe có giá rẻ hơn. Báo cáo cho biết xe điện sẽ chiếm tới 24% số xe ô tô mới được bán tại châu Âu vào năm tới. Dự kiến, doanh số bán EV sẽ tăng lên mức 24% thị phần vào năm 2025 nhờ việc mở rộng loạt sản phẩm EV được tung ra thị trường. Cũng theo báo cáo trên, sau 3 năm liên tiếp tăng trưởng, doanh số bán EV đã giảm trong năm nay và chỉ chiếm 14% số xe ô tô mới được bán tại châu Âu trong nửa đầu năm 2024. Doanh số bán loại ô tô này gia tăng ở Hà Lan, Tây Ban Nha và Italia, không đủ để bù đắp cho sự suy giảm doanh số bán ô tô điện ở Đức, thị trường ô tô điện lớn nhất châu Âu, sau khi các khoản trợ cấp của chính phủ nước này bất ngờ bị cắt giảm. Tuy nhiên, việc một loạt các mẫu xe mới có giá cả phải chăng dự kiến được tung ra thị trường vào năm 2025 được cho là sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán xe ô tô điện trên toàn khu vực. Trước đó, một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường dịch vụ BMI Research Nam Phi được công bố hôm 11 tháng 9 cũng dự báo doanh số bán xe ô tô điện tại châu Âu sẽ tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu xe công ty và từ các công ty cho thuê xe ô tô điện dài hạn. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan ngày 16 tháng 9 đánh giá đợt lũ lụt ở miền Bắc Thái Lan là nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua và gây thiệt hại với 27 tỷ baht tương đương 811 triệu đô la Mỹ đối với nền kinh tế nước này. Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Krengkrai Thinokun chia sẻ, chúng tôi ước tính lũ lụt đã gây thiệt hại 25 đến 27 tỷ baht cho nền kinh tế và các doanh nghiệp trong khu vực. Theo ông Krengkrai, 60 đơn vị sản xuất là thành viên FTI ở tỉnh Chiang Rai đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bao gồm thiệt hại về nhà xưởng, máy móc, ô tô và thiết bị văn phòng. Cũng theo ông Krengkrai, văn phòng FTI Chiang Rai đã được lệnh đánh giá mức độ thiệt hại do lũ lụt để có thể triển khai các biện pháp đền bù thiệt hại trong tuần này. Những thành viên FTI sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đã được yêu cầu tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh khủng hoảng lũ lụt. Ông Krengkrai cho biết, hầu hết các thành viên FTI ở tỉnh Chiang Rai đều hoạt động trong ngành chế biến nông sản. Đồng thời khẳng định, liên đoàn đã chuẩn bị cho biện pháp khẩn cấp để phục hồi hoạt động kinh doanh cho các thành viên bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi lũ lụt. Mưa lớn trong tuần qua đã tàn phá các khu vực nông nghiệp và vườn cây ăn trái ở cực Bắc Thái Lan.
Dự báo trong tuần này, nhiều địa phương ở Thái Lan vẫn tiếp tục hứng chịu mưa to.